Sư tử mâm chưa? Sư tử mâm nào? Sư tử mâm nào? Ơi, sư tử mâm. Rồi, để cho bạn ngựa mâm đi nào. Ngựa mâm nào. Ngựa mâm đi. Ngựa. Ngựa mâm, đúng rồi. Để cho bạn hiêu mâm nào. Hiêu mâm đi. Hiêu mâm nào. Hiêu mâm. Hiêu. Bạn hiêu mâm đâu? Hiêu đâu? Bạn hiêu mâm nào. Đúng rồi. Để cho bạn gà tây mâm nào. Đúng rồi, giỏi quá. Thì cho bạn chuột túi mâm nè. Chuột túi mâm đi. Chuột túi đâu rồi? Nhanh 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 tìm chuột túi rồi cho mâm nè. Chuột túi đâu? À cho đi, đúng rồi đấy, cho đi. Đúng rồi. Để cho bạn khỉ mâm nè. Khỉ. Khỉ đâu? Khỉ đâu? Đúng rồi, bạn khỉ đúng rồi. Để cho bạn hà mã mâm đi nè. Hà mã nè. Đúng rồi đấy. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Cho bạn mâm đi nè. Hà mã mâm đi. Hà mã đói rồi mâm nào. Con cho bạn hà mã con xúc nè. Con xúc con cho bạn hà mã ăn đi. À đi. Thế bạn bò mâm. Bò. Con cho bò mâm đi. Bò. Rồi. Để con cho bạn hà mã mâm nè. Đúng rồi đấy. Con cho đi. Con cho bạn hà mã mâm đi. Đúng rồi. Để cho con cho bạn chim cút mâm nào. Nào. Chim cút mâm đi. Ồ, cái thìa đâu rồi nhở? Thìa xúc đâu rồi? À cho bạn khủng long mâm đi nào. Khủng long đi đâu? Khủng long đâu? Gối khủng long đâu? À đúng rồi đấy, đúng rồi đấy. Con cho bạn khủng long ăn chưa? Khủng long mâm đi nào, xúc nào, xúc nào. Xúc cho bạn khủng long mâm nào. Xúc 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 nào, xúc nào. Xúc bạn khủng long mâm nào. Đúng rồi, bạn khủng long. Ơ giấu đi rồi. Ơ cái thìa đâu nhở? Cái thìa xúc đâu nhở? Ơ cái thìa xúc đâu rồi? Thìa xúc đâu rồi nhở? Đâu rồi nhở? Ơ giấu đi đâu ấy nhở? Ỉ là giấu đâu ấy nhở? Đâu nhở cái thìa xúc? Thìa xúc đâu rồi? À thế con cho bạn khủng long mâm chưa? Khủng long đâu rồi? Không cho bạn mâm mà. Sao không cho bạn mắm? Sao con không cho bạn mắm? Không cho bạn mắm. Ừ. Không cho bạn mắm. Bạn ỉn là không cho bạn khủng long mâm đấy. À thế đây bạn nhím đây này. Bạn nhím đấy. Con cho bạn nhím mâm chưa? Ôi mâm. Ôi. Bạn nhím mâm rồi. Ôi lại mất rồi à? Mất rồi. Ôi mất cái thìa rồi. Mất cái thìa rồi còn đâu? À thì bạn hiêu cao cổ này. Con cho bạn hiêu cao cổ mâm đi. Hiêu cao cổ ăn đi. Ăn đi để con chơi với mình nè. À không mà. Ô không cho bạn hiêu cao cổ ăn á. Eo ôi không cho bạn hiêu cao cổ ăn. Sao thế? Sao con không cho bạn ăn? Sao? Thì con vẫn hay chơi với bạn đấy mà. Ta không cho bạn ăn. À thì bạn hổ đây này. Cho bạn hổ ăn đi. Bạn hổ ăn đi. Hổ, thế con hổ kêu như nào? À, thế con gà mái gáy như nào? Gà mái kêu như nào? Tắc tắc. Thế con vịt kêu như nào? Vịt. Con vịt kêu như nào? Cạc cạc. Cười cái gì? Đã không bảo thì nó cua. Cái mồm nó kìa. Nó không bảo trong rồi nó cười á. Thế mẹ hỏi con chó sủa như nào?